bạn thân mến, Ignacy Paderewski là một chính trị gia kiêm nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng của Ba Lan. Ông đã từng là chủ tịch hội đồng nhà nước năm 1919. Một hôm, ông đến thăm một người bạn. Do sự yêu cầu của gia đình người bạn, ông đã ngồi vào đàn dương cầm để biểu diễn một vài bản nhạc do chính ông sáng tác. Tiếng đàn vang lên trong cả khu phố. Từ phòng bên cạnh, một người đàn bà đang chăm chú dọn dẹp và sắp đặt lại trật tự trong nhà. Tiếng đàn du dương của nhà nhạc sĩ đại tài, thay vì làm vui tai bà, lại làm cho bà khó chịu. Người đàn bà đã nhấc điện thoại lên, yêu cầu người bạn cho nhạc sĩ Paderewski ngưng chơi đàn, vì bà không chịu nổi tiếng ồn ào. Nhưng người bạn của nhạc sĩ mới giải thích: "Thưa bà, người đang chơi đàn chính là nhạc sĩ Paderewski đại tài của chúng ta đó." Vừa nghe nhắc đến tên của nhạc sĩ, người đàn bà láng giềng khó tính bỗng đổi giọng tức khắc. Những âm thanh trước kia bà nghe như tiếng ồn ào, nay được bà đón nhận như những âm thanh tuyệt mỹ. Người đàn bà bèn gọi điện thoại mời bà con và bạn bè đến thưởng thức những tấu khúc của Paderewski. Bạn thân mến, cũng một âm thanh, nhưng có lúc người đàn bà nghe như những tiếng ồn ào khó chịu, có lúc lại được bà đón nhận như khúc nhạc tuyệt mỹ. Đó cũng là phản ứng thường tình của chúng ta. Khi chúng ta mang sẵn thành kiến đối với người nào đó, thì dường như tất cả những gì người đó nói hay làm đều được chúng ta đón nhận một cách tiêu cực. Yêu nhau thì trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau thì cao bảy cũng bổ ra làm mười. Thái độ của chúng ta đối với người khác tùy thuộc ở cái nhìn của chúng ta về người đó. Nếu chúng ta chỉ nhìn người bằng lăng kính của thành kiến có sẵn, thì đương nhiên chúng ta không thể yêu thích được bất cứ điều gì người đó nói hay làm. Chúa Giêsu đã không nhìn người bằng những thành kiến. Ngài tiếp đón tất cả mọi người, Ngài làm bạn với mọi người, Ngài ngồi đồng bàn với mọi người. Người biệt phái, người tội lỗi thu thuế cũng có thể đến bên Ngài. Ngài không nhìn người với những nhãn hiệu, mà chỉ nhìn bằng đôi mắt của yêu thương. Ngài không lắng nghe bằng những tiếng đồn đại, bằng những định kiến có sẵn, mà bằng sự cảm thông. Ngài không đo lường lỗi lầm bằng thước đo của công lý, mà chỉ xử lý bằng sự tha thứ.